Vâng, tiếp theo chúng ta cùng đến với một tác phẩm xanh cổ. Những cái tầm cây bonsai tầm nhỏ, hai người bê rất nhẹ nhàng. Đó là cây xanh cổ của anh Bùi Văn Đệ, câu lạc bộ Bà Triệu. Vâng, tác phẩm xanh trực khoảnh cũng của anh Bùi Văn Đệ, câu lạc bộ Bà Triệu. Chúng ta đến với tác phẩm xanh Lão Mai. Đây cũng là một tác phẩm xanh của anh Bùi Văn Đệ, câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Bà Triệu. Vừa mới mưa như chút được nửa tiếng đồng hồ vào chú, giờ ra lại nắng chang chang. Nó nắng để là đêm nay nó bão mà. Tác phẩm xanh của anh Nguyễn Danh Chiến, câu lạc bộ Bà Triệu. Giả thế chứ. Phải nói là những cái tác phẩm xanh các anh chơi nó nhỏ, hai người bưng dễ dàng,
Nhưng mà có cái nét đặc biệt là tất cả những cái tác phẩm tranh ở đây đều rất là già. Rễ đã đưa kín mặt chậu và gần như là đặc rễ. Có thể nhấc cây lên là chậu ở lại. Qua cái năm tháng rễ quanh tròn và đặc trong chậu như vậy. Chúng ta cùng đến với tác phẩm tiếp theo. Đó là tác phẩm xanh Nguyệt Khuyết Tản Vân à? Nguyệt Khuyết Tản Vân. Vâng, của anh Nguyễn Quyết Tiến, câu lạc bộ Bà Triệu. Mới có tí nước mưa mà nhòe hết rồi. Nhưng cái kia nét thì được rồi, người ta có cái số này rồi. Trên đường di chuyển từ Hà Nội vào đến Thanh Hóa, mưa như chút. Khi tôi vào đến đây là 11 giờ trưa thì trời lại tạnh để cho tôi làm được một cái video sau đó đi ăn cơm trưa. Và bây giờ tôi làm cho đến lúc nào mà thời tiết xấu không làm được nữa thì thôi. Chúng ta cùng nhau chia sẻ những hình ảnh như thế này để cùng nhau thưởng thức. Tác phẩm xanh của Đỗ Hữu Nguyên, Bà Triệu. Chào anh nhé. Mình đang chăm chú làm những cái chương trình này. Cặp chuyên nghiệp nhưng tay nó vững nhưng cặp súng nó không bị run. Vâng. Tôi vừa đi tôi vừa quay, tôi cầm một tay tôi quay, có sao đâu, có sao đâu, không bị run. Và hình nó cứ lặng như là lặng như tranh. Xanh cổ của Vũ Tiến Cường, Hội Sinh Vật Cảnh Bỉm Sơn. Vâng, với tác phẩm xanh cổ của anh Nguyễn Tiến Cường, tôi xin dừng video này tại đây để chúng ta chuyển sang những video tiếp theo. Chia sẻ cây cảnh nghệ thuật tại Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Anh ở huyện nào anh? Anh ở huyện nào? Quay ở nhà tôi, cũng nhớ tôi à? Bác có phải là... Bác mua những cái cây xanh hoàn thiện về cắt làm cây phôi không? Vâng, đúng rồi, tôi là Hiến mà. Sau đó thì em có mách một ông bộ ngoài... Bắc Giang hay là Bắc Ninh nhỉ? Đi vào lấy cây của anh mà. Chưa có vào mua không? Có một ông đã điện tôi. Vâng, vâng. Chưa. Vâng, thế là anh ở Nga Sơn.
Không, tôi Hoàng Hóa. À, Hoàng Hóa. Chú đâu quay cho tôi đấy gì? À, vâng, vâng. Ở Nga Sơn này, Hậu Lộc này, em cũng về hết rồi. Vâng. Thôi thì mình cứ đi đây đó, đưa những hình ảnh này. Vâng. Vâng. À, chúng ta chuyển sang video tiếp theo, tiếp tục giới thiệu. Vâng, đến với video này, Hương Sắc Đô Sinh giới thiệu với các bạn từ tác phẩm Xanh. Vâng, trong khi tôi chia sẻ tác phẩm Xanh, rất nhiều người đến đây trầm trồ và cùng nhau thưởng thức. Chúng ta xem tác phẩm Xanh này của ai. Đó là tác phẩm Xanh của anh Nguyễn Quyết Tiến, câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Bà Triệu. Đây là số điện thoại của anh Tiến. Qua các kỳ triển lãm, tôi cũng muốn là tất cả các cái tác phẩm được đưa lên trưng bày tại triển lãm. Ngoài khu thương mại thì tôi không nói đến, nhưng mà trong sân triển lãm chúng ta nên treo thẻ, và trong thẻ nên có số điện thoại, để từ số điện thoại chúng ta là cái cầu nối để giao lưu với nhau. Cũng không cần phải sửa Video này tôi sẽ đăng trực tiếp vào cái trang câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Bà Triệu. Anh ạ, dạ. Anh cứ vào cái trang Facebook của câu lạc bộ Bà Triệu là anh xem được hết. Cả cái video lúc nãy phát lên cũng ở trong câu lạc bộ Bà Triệu là có rồi đấy. Vâng, đó là một tác phẩm Xanh ôm đá. Tất cả những cái phần bệ rễ cho lên đến tay chi trên ngọn đều đã một màu của dấu ấn thời gian mốc trắng hết. Sự kết hợp giữa đá và cây rất là hài hòa. Đây là một tác phẩm chúng tôi đánh giá là một trong những tác phẩm đẹp trong cái buổi triển lãm ngày hôm nay. Đây là phía đối diện, chúng ta cùng nhau thưởng thức cái bóng dáng tổng thể một lần nữa để chuyển sang tác phẩm tiếp theo. Vâng, tiếp theo chúng ta lại đến với một tác phẩm Xanh của anh Nguyễn Danh Chiến, câu lạc bộ Bà Triệu. Mất nhang được. Mà thế biết lại. Còn lại biết lại. Ép lại đi. Em qua chú Phương chú ép để nó một lượt nó không phải bấm cái đèn sáp ở đây. Mưa nặng hạt mất rồi. Thế mới dở chứ. Vừa quay được mấy phút lại mưa nặng hạt quá. Ừ.
tác phẩm xanh tầm nhỏ của anh Nguyễn Văn Thảo, huyện Hậu Lộc. Vừa mưa lại vừa dầm tối như thế này, sợ quá nhỉ. Anh mở xem cái lúc trưa chưa? Lúc trưa mình quay có phát rồi mà. Ôi dồi ôi, mưa nặng hạt quá rồi. Chết rồi.